Kinh văn. Rối loạn như vậy, đối đãi nhau sinh ra mệt mỏi. Mệt mỏi lâu dài phát ra trần tướng, tự làm vấn đục lẫn nhau, do đó đưa đến khởi phát trần lao phiền não. Giảng giải. Này sẽ nói đến lục thô, phần này sẽ giải thích năm món thô đầu tiên. Lục thô là: một, trí tướng, thuộc về câu sanh pháp chấp, tức là từ khi sinh ra đã có sẵn năng lực phân biệt. Đây không phải là trí tuệ cứu cánh, mà chỉ là tướng của trí có được do năng lực phân biệt. 2. Tương tục tướng, tức phân biệt pháp chấp, lúc nào cũng suy nghĩ, liên tục không gián đoạn. 3. Chấp thủ tướng, thuộc về câu sanh ngã chấp, suy lường cùng khắp, chấp ngã, ngã sở. 4. Kế danh tự tướng, thuộc về phân biệt ngã chấp, chủ yếu là lập nên vọng tưởng giả danh, theo sự chấp trước giả danh mà duy trì vọng tưởng. 5. Khởi nghiệp tướng, do kế danh tự tướng mà sinh khởi nên nghiệp tướng, tạo vô số nghiệp. 6. Nghiệp hệ khổ tướng, do tạo nghiệp nên thọ lãnh quả báo, do vì trói buộc vào nghiệp mà thọ khổ. Ban đầu khi nghe những điều này, có lẽ quý vị không thể nào hiểu được, nhưng sau khi tham cứu một thời gian, quý vị dần dần sẽ hiểu. Còn bây giờ, hãy để cho nó lọt qua tai quý vị, và trong thức thứ 8 của quý vị sẽ có ấn tượng. Nếu quý vị tham cứu Phật Pháp một thời gian dài, chắc chắn quý vị sẽ đến thực tế là mọi thứ đều liên quan với nhau, và quý vị bỗng nhiên hiểu ra. Rối loạn như vậy, ở trong cái không đồng và cái không dị như đã nói ở trên, thế giới và hư không đồng dị phát sinh và tạo ra sự hỗn loạn không có trật tự. Sự hỗn loạn này cuối cùng dẫn đến sự mệt mỏi. Trong cái đồng dị bỗng dưng được lập này, cuối cùng sinh ra sự mỏi mệt. Cái mỏi mệt là tướng trạng đầu tiên trong lục thô, đó là trí tướng. Mệt mỏi kéo dài sinh ra phiền não. Tiếp theo cái mệt mỏi là tướng trạng thứ nhì của lục thô, đó là tương tục tướng. Nhiễm ô là tướng trạng thứ ba của lục thô, đó là chấp thủ tướng. Những tướng trạng này kết hợp với nhau trong một mớ hỗn độn u ám. Nó kết dính nhau và không có cách nào để tách rời chúng ra một cách rạch ròi. Đây là tướng trạng thứ tư của lục thô, đó là kế danh tự tướng. Sự hỗn loạn này tạo nên phiền não với sự tập nhiễm của trần lao. Trần lao là chính là phiền não, phiền não chính là trần lao. 84.000 trần lao chính là 84.000 phiền não. Từ những điều kiện khác nhau vừa bàn đến, phiền não sinh khởi. Cùng với phiền não là sự sinh khởi của núi sông đất liền. Kinh văn. Nổi lên thì thành thế giới, lắng động thì thành hư không. Hư không là đồng, thế giới là dị. Cái không đồng không khác kia, chân thật là pháp hữu vi. Giảng giải. Phần này giải thích tướng trạng thứ sáu của lục thô, đó là nghiệp hệ khổ tướng. Nổi lên thì thành thế giới, khởi là lưu xuất ra, là chuyển dịch, là động. Lắng động thì thành hư không, lắng động là tỉnh, không chuyển dịch. Hư không là đồng, thế giới là dị. Hư không giống như cái gì? Cơ bản hư không là giống với mọi thứ, nó không khác với cái gì cả, vì trong hư không chẳng có gì để phân biệt. Chỉ vì không có sự phân biệt mà được gọi là hư không. Nhưng với sự sinh khởi của thế giới thì có điểm khác nhau. Thế giới khác với hư không vì trong thế giới có hình sắc và tướng mạo. Sự sinh khởi của núi sông đất liền đã làm nên thế giới. Điều này sẽ được giảng giải chi tiết trong đoạn kinh tiếp theo.
cái không đồng không khác kia chân thật là pháp hữu vi. Vốn trong hư không chẳng có gì cả để có thể nói đồng hay dị, chẳng có sự sinh khởi của một nghiệp tướng, hai chuyển tướng và ba hiện tướng, cùng với một trí tướng, hai tương tục tướng, ba chấp thủ tướng, bốn kế danh tự tướng, năm khởi nghiệp tướng và sáu nghiệp hệ khổ tướng. Chúng ta dùng từ đồng, giống hay dị khác để diễn tả cho những tướng trạng vừa hiện hữu này. Ha ha ha, 问什么的说